Trong chuyến đi đó, có ba người về cơ bản đã cận kề cái chết hoặc đã chết và trở lại. Một người là ông Todd Power và người kia là Alan Nicholson Quả Quy. Và sau đó là chính tôi. Trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đây là một chuyến hành trình có rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Năng lực chú Lăng Nghiêm. Tôi nghĩ lúc đó là năm 1978 hoặc 1979. Tôi đã đi hai chuyến du hành châu Á với sư phụ. Các chuyến đi rất thú vị. Quý vị trở lại sau những chuyến đi này và quý vị là một con người khác. Quý vị có thân hình gọn lại và đầy năng lượng, và nó giống như huấn luyện cho một cuộc đua ngựa, một cái gì đó hoặc một môn thể thao phối hợp. Quý vị lúc đi thì như một người mập mạp và quý vị đã trở về như một lực sĩ thế vận hội. Cả về mặt tu hành của quý vị và cơ thể của quý vị tràn đầy năng lượng và ánh sáng. Vì vậy, thật tuyệt khi có thể dành thời gian gần gũi với sư phụ, và điều đó cũng không dễ dàng. Đó là rất nhiều sự nỗ lực, bởi vì quý vị luôn luôn di chuyển. Quý vị phải đảm bảo tất cả những người trong phái đoàn là ở đúng nơi và đúng lúc. Giảng đường đã được thiết lập thích hợp cho sư phụ, quan tâm tất cả chi tiết nhỏ nhặt về tu tập và tu hành trong những lúc này. Sư phụ nói rằng quý vị phải thực sự đặc biệt cẩn thận về thời gian này khi quý vị đi du hành với tôi, bởi vì đó là một nơi khác của thế giới. Mọi người ở đó có những ý tưởng khác nhau về chúng ta là ai. Đây như là một cuộc cách mạng. Chúng tôi đi đến những nơi mà mọi người ở đó đã tu tập loại Phật giáo mà họ thực hành, và chúng tôi sẽ nói với họ rằng cách đó là không hoàn toàn đúng. Đó là tôn giáo thuộc văn hóa, đó không phải là đạo Phật. Như quý vị biết, toàn bộ sứ mạng của Ngài trong cơ thể thế gian này là để làm sống lại chánh pháp. Và một phần trong việc mang lại chánh pháp này là quý vị phải phơi bày những pháp không chân chánh. Nhiều lần Ngài từ pháp tọa luôn nói rằng quý vị biết quý vị phải tuân theo năm giới luật. Quý vị không thể uống rượu. Nhiều lúc ở đó có người xuất gia hút thuốc và uống rượu. Và điều đó rất phổ biến. Ví dụ như ở Thái Lan, họ theo đạo Phật rất nghiêm túc. Nhưng mặt khác, việc đó như quý vị biết là giống như một công việc. Quý vị phải trở thành một nhà sư trong 2 năm, thay vì đi lính đối với nam thanh niên. Khi họ học các lễ nghi của họ, và họ đều đi ra ngoài để hút thuốc lúc nghỉ giải lao. Thế nhưng đây là đạo Phật ở Thái Lan, vì thế sư phụ sẽ không bao giờ la mắng người trừ khi Ngài ở trên pháp tòa. Từ pháp tòa, Ngài giải thích chánh pháp. Nhưng nếu ai đó không tuân theo các quy củ, khi Ngài không ở trên pháp tòa, Ngài sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này. Và tôi nghĩ đó là cách Ngài đã dạy tất cả chúng tôi đã có một thời gian để nghiên cứu Phật Pháp, và đó luôn luôn là chánh pháp. Và sau đó quý vị đem áp dụng vào thực tế, hoặc là quý vị không áp dụng. Nếu mọi người không tuân theo tất cả các quy củ, thì sau đó là nghiệp của họ. Họ chỉ đang trì hoãn việc khai ngộ của chính họ. Rất nhiều người đón tiếp, lo cho chúng tôi. Họ cung cấp cho chúng tôi những người giúp đỡ, những người lái xe, và những người đưa chúng tôi đi nhiều chỗ và chăm sóc tất cả các công việc lặt vặt, và họ không tuân theo các quy củ. Và rồi, tôi nhiều lần chỉ ra điều này cho sư phụ. Và Ngài nói quý vị không thể nói bất cứ điều gì với những người này. Họ là chủ mời chúng ta, và họ đang làm những gì họ nghĩ là điều đúng đắn. Chúng ta chỉ có thể nói pháp khi chúng ta thuyết pháp, và thời gian còn lại, chúng ta là khách của họ. Và quý vị không thể nói với khách của chúng ta rằng họ sẽ xuống địa ngục hay cái gì đó. Vì vậy quý vị phải như thế. Có thời điểm cho chánh pháp
ta có thời điểm cho việc học chánh pháp, và không phải để cho những người khác bình luận chúng ta, và không phải để chúng ta bình luận người khác. Nếu những người khác không tuân theo các quy củ, đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của chúng ta. Vì thế trong chuyến du hành ở Mã Lai, sư phụ nói nhiều người sẽ thử nghiệm chúng ta. Đây là một bài kiểm tra. Khi chúng ta đến đất nước xa lạ này, chúng ta không chỉ đang truyền bá chánh pháp, nhưng đây còn là bài kiểm tra của chúng ta dành cho họ. Họ sẽ thử nghiệm chúng ta với các pháp mà họ có. Vì vậy, tất cả chúng ta phải rất cẩn thận, và một cách tốt là để làm điều này là cầu khẩn sự giúp đỡ của các vị hộ pháp của chúng ta. Và để làm được điều đó, quý vị cần phải trì tụng thần chú và niệm danh hiệu Phật. Có một bài chú có năng lực rất phi thường, được gọi là tâm chú Lăng Nghiêm. Và phần chú này không dài lắm, rất dễ dàng học thuộc, chỉ vài câu. Nên Ngài nói nếu mọi người trong đoàn của tôi trì tụng đoạn chú này thì sẽ giúp ích làm giảm tai nạn và thảm họa. Đặc biệt là trước khi ăn uống hay thứ gì, đừng uống bất cứ trà gì mà không làm việc trì tụng chú này. Có một lần Ngài nói, được rồi, chúng ta sẽ đến chùa của Thầy. Thầy đó mời chúng ta đến và dùng trà với Thầy. Quý vị uống trà cũng được, nhưng nhớ phải tụng bài thần chú này trước khi đi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì tôi quá u tối, tôi đã quên trì tụng bài thần chú. Vì thế khi chúng tôi trở về nơi chúng tôi đang ở, nơi ngôi chùa chúng tôi đang ở lại, tôi thấy mệt mỏi lạ thường. Thế là tôi đi ngủ, và vào buổi sáng hôm sau, đến lúc thức dậy, tôi không thể cử động, tôi không thể thức dậy, tôi có thể nghe được, tôi có nhận thức, nhưng tôi không thể cử động được, và mọi người cố đánh thức tôi dậy. Tôi giống như là khúc gỗ chết, tôi không thể cử động được, tôi không thể nói, tôi không thể mở mắt, và có ai đó đã đi tìm sư phụ và đưa Ngài vào chỗ tôi. Ngài nói, ồ, anh ta bị bùa độc cổ rồi, tối hôm qua anh ta không tụng chú trước khi uống trà này. Rồi Ngài tụng vài bài chú và làm vài pháp. Và Ngài lúc đến với chúng tôi, Ngài có cây gậy của Ngài. Sau đó Ngài đánh tôi bằng cây gậy của Ngài. Và khi Ngài đánh tôi bằng cây gậy của Ngài, tôi có thể cảm nhận được chất khí màu đen nhớp nháp di chuyển ra ngoài từ dưới lòng bàn chân tôi. Và ngay khi Ngài làm như vậy, tôi có thể mở mắt và nói chuyện. Nếu Ngài không có ở đó thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi đã không thể ăn được. Việc đó thật là đáng sợ. Đó là tại Mã Lai. Và tôi nghe rằng tại rất nhiều nước Đông Nam Á có một ma thuật được luyện tập khá nhiều. Nên tôi hy vọng tất cả quý vị sẽ rất cẩn thận nếu quý vị đi tới đó. Và quý vị càng tạo ra nhiều quang minh ánh sáng qua thực hành tu tập, thì càng nhiều hắc khí muốn dập tắt quang minh ánh sáng đó đi. Ánh sáng chúng ta tạo ra qua sự tu tập Phật Pháp, đó là luôn chánh niệm về chư Phật và chư Bồ Tát bằng nhiều cách. Vì vậy, chúng ta đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, hãy luôn niệm chư Phật và chư Bồ Tát. Và điều đó không chỉ tăng trưởng việc tu hành và hiểu rõ và tự nhận thức, mà còn bảo vệ quý vị khi nào có những chuyện lạ thường xảy ra. Đó là một chút chuyến hành trình của tôi đến Mã Lai với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hôm nay tôi muốn chỉ cho quý vị biết một bộ kinh điển mà chúng ta phải nghiên cứu học. Bộ kinh điển này là Tấm Kính Chiếu Yêu của Phật giáo, là một chày đập nát yêu ma của Phật giáo, và là thanh gươm chém loài ma quỷ của Phật giáo. Đó là kinh gì? Là kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh Lăng Nghiêm này chính là Lăng Nghiêm khai mở trí tuệ. Tuy nhiên, kinh này đã bị mọi người khắp thế giới phản bác, bị các học giả khắp thế giới phản bác. Phản bác như thế nào? Họ đều nói rằng bộ kinh này là giả và không phải thật.
Thế tại sao họ bảo bộ kinh này là giả mà chúng ta lại cần phải nghiên cứu bộ kinh này? Bởi vì bộ kinh này chứa đựng nhiều thứ quý giá đáng cho chúng ta nghiên cứu. Bộ kinh này nói ra các tà giáo và ngoại đạo, các tà tri, tà kiến, những loại tri kiến mơ hồ không đúng với Phật Pháp. Kinh này hiển lộ chúng rõ ràng. Vì vậy, đó là lý do tại sao bộ kinh này chính là tấm kính chiếu yêu, chính là chày đập nát yêu ma và chính là thanh gươm chém ma quỷ. Chúng ta muốn mọi người hiểu rõ điều này thì bọn thiên ma và ngoại đạo sẽ tự nhiên biến mất và chiến tranh trên thế giới sẽ giảm bớt, tất cả nhân loại sẽ được hòa bình trở lại. Do vậy, kinh này là trọng yếu nhất. Tuy nhiên, quý vị nên biết điều đó không thật sự dễ dàng đâu, vì nhiều học giả ngày nay không muốn bác bỏ các thói quen xấu của họ. Họ tham gia vào việc hành lạc và đồng thời muốn thành Phật. Họ vẫn hút thuốc, uống rượu và đồng thời muốn thành những người có những địa vị cao trong đạo Phật. Những học giả như thế xem thường người xuất gia, họ nói người xuất gia kém học thức. Đó là kinh nghiệm mà tôi có được. Có thể trường hợp này không có ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ điều này xảy ra rất nhiều. Vị giáo sư này am hiểu Phật học, còn vị giáo sư kia đã khai ngộ. Có lần tôi đã hỏi họ, ngài khai ngộ cái gì? Có phải là ngài khai ngộ của bò? Có phải là khai ngộ của chó? Quý ngài đã thực sự khai ngộ của một loài súc sanh? Đó là cách tôi đã quở trách họ như thế, và họ không trả lời. Do đó chúng ta nên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm, cùng nhau nỗ lực, nghiên cứu tỉ mỉ và hiểu thấu đáo Kinh Lăng Nghiêm. Đây là một vấn đề hệ trọng nhất. Tại sao chúng ta nên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm? Kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh Phật đầu tiên bị biến mất vào thời mạt Pháp. Kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh Phật đầu tiên bị biến mất. Tại sao kinh này bị biến mất? Đó là vì sự phê bình chỉ trích của các học giả, thậm chí người xuất gia cũng sẽ không còn tin vào bộ kinh này nữa. Họ sẽ nói, có giáo sư tên gì đó nói rằng kinh này là giả. Thế thì chúng ta học kinh này để làm gì? À, thế là hết, không còn nữa. Đó là kinh đầu tiên biến mất, do đó không còn nữa. Chúng ta, người xuất gia và vị Phật tử tại gia nên hết lòng bảo vệ kinh này để không bị mất đi. Chừng nào Kinh Lăng Nghiêm còn, loài yêu ma quỷ quái sẽ còn lẫn trốn. Khi Kinh Lăng Nghiêm mất, tất cả thiên ma và ngoại đạo sẽ xuất hiện. Mọi người nên thấu hiểu rõ điểm này. Ở Trung Hoa có một vị đại sư tên là Trí Giả. Vị này vừa nghe đến tên của Kinh Lăng Nghiêm đã bắt đầu hướng về xứ Ấn Độ lễ lại. Ngài đã lễ lại như vậy suốt 18 năm trời, hy vọng có thể nhìn thấy quyển kinh này. Nhưng cuối cùng, ngài vẫn không bao giờ nhìn thấy kinh này. Đó là điều thật đáng tiếc trong cuộc đời ngài. Bây giờ chúng ta gặp được kinh này, chúng ta phải nỗ lực truyền bá sao cho kinh này chiếu quang minh, sáng khắp pháp giới. Tất cả chúng ta trên thế giới này có muôn vàn sự việc kỳ lạ, nên nói trời đất bao la, bốn biển rộng lớn, không chuyện kỳ lạ nào mà không có. Nhưng nói tóm lại, con người chúng ta cần phải có chánh tâm, giữ tâm chánh trực, tu dưỡng đạo đức bản thân, điều hành gia đình êm đẹp, cai quản, làm quốc gia an bình, làm thế giới yên bình. Khi tâm chúng ta ngay thẳng và chính trực, các bè phái xấu ác ngoại đạo sẽ không thể quấy rầy chúng ta. Nếu một bùa ngải nào đó được sử dụng nhắm ngay vào quý vị mà có hiệu lực, đó là do tâm của quý vị không chính trực. Khi tâm của quý vị không chính trực, những tà thuật như vậy mới ảnh hưởng đến quý vị. Nếu quý vị ngay thẳng thì như câu tà không thể thắng chánh, bùa ngải gì cũng không có hiệu quả. Đặc biệt, tôi vừa đề nghị quý vị nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm thì không có bùa ngải nào có hiệu quả, bùa ngải trở thành vô dụng. Thần chú Lăng Nghiêm có thể phá thủng các lưới ma, có thể phá bỏ các loại bùa chú của bàn môn ngoại đạo. Sức mạnh của thần chú này là không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị không muốn gặp rắc rối bởi bùa ngải, chú trùng độc, quý vị nên trì tụng chú Lăng Nghiêm.
chú Lăng Nghiêm này, như tôi có nói với quý vị rồi, nếu quý vị có thể thành tâm đọc tụng, thì có 84.000 vị Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ đến bảo vệ quý vị. Om Ha Ha Ha, Om Sam Mô Ni So Ha.